Quá chần chừ, Man City nhảy vào tranh Rice với Arsenal. Đây là thông tin được Daily Mail đăng tải. Manchester City sẽ sớm gửi đề nghị chính thức đến West Ham sau khi đội trưởng Gundogan quyết định ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do để gia nhập Barca vào mùa hè năm 2023. Chưa rõ mức giá mà Man City sẽ gửi đến West Ham là bao nhiêu. Song trước đó, Arsenal đã hai lần hỏi mua Rice đều bị West Ham thẳng thừng từ chối. Lần gần nhất, phó thủ gửi đề nghị 90 triệu bảng cho tiền vệ 24 tuổi, bao gồm 75 triệu bảng phí chuyển nhượng và 15 triệu bảng phụ phí. Bản thân Rice muốn gia nhập Arsenal, nhưng với sức hút từ Manchester City, đội có thể cho anh cơ hội lớn, gặt hái các danh hiệu, ngôi sao người Anh hoàn toàn có thể thay đổi quyết định của mình. Tuy nhiên, mấu chốt vẫn là việc Arsenal hay Manchester City sẽ đáp ứng yêu cầu hơn 100 triệu bảng của West Ham. Cũng theo Daily Mail, Arsenal sẽ sớm gửi đề nghị thứ ba cho Rice đến West Ham. Lần này, phó thủ được kỳ vọng chấp nhận trả cho West Ham 90 triệu bảng phí chuyển nhượng, kèm các khoản phụ liên quan, để giá trị thương vụ lên hơn 100 triệu bảng. Về phía Man City, họ đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Matteo Kovacic từ Chelsea và muốn có thêm Rice nhằm tăng cường chiều sâu cho tuyến giữa. Rice được xem như một phương án dự phòng tuyệt vời cho Rodri, người đã thi đấu xuất sắc ở mùa giải 2022-23, góp công lớn giúp Man xanh giành quán ba lịch sử. Arsenal có vũ khí bí mật vụ Julian Timber. Arsenal có thể có lợi thế trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao phòng ngự Ajax, Julian Timber. Trang Daily Mail khẳng định Timber rất muốn chuyển đến Emirates và pháo thủ có lợi thế tương đối lớn với các đội Premier League khác trong cuộc đàm phán cho hậu vệ này. Đó là bởi vì cựu giám đốc tuyển dụng của Arsenal, Steven Mislintat, hiện đang phụ trách chuyển nhượng tại Ajax. Mislintat, người đã có 2 năm ở sân Emirates từ năm 2017 đến năm 2019, được bổ nhiệm là giám đốc bóng đá cho câu lạc bộ Hà Lan vào tháng 4. Ông được bổ nhiệm bởi cựu thủ môn của Manchester United, Edwin van der Sar, người đã rời Ajax vào tháng trước. Arsenal trước đó đã cố gắng ký hợp đồng với Lisandro Martinez từ Ajax trong thời gian van der Sar còn ở câu lạc bộ nhưng không thành công. Cầu thủ người Argentina sau đó chuyển đến Manchester United. Với việc van der Sar đã ra đi, Arsenal sẽ dễ dàng hơn trong việc thuyết phục Ajax chia tay Timber dựa trên mối quan hệ trước đây của họ với Mislintat. Arsenal hy vọng mối quan hệ của họ với nhà quản lý người Đức này sẽ tạo ra sự khác biệt lớn với các đối thủ khác. FHBet, một cú chạm kỳ diệu mang đến bàn thắng quyết định. Chỉ một cú chạm đã kết nối ứng dụng FHBet với vô vàn cảm xúc. FHBet, một cú chạm vàng cảm xúc. Piers Morgan thất vọng với thương vụ bom tấn của Arsenal. Qua trang cá nhân, Piers Morgan đã bày tỏ sự thất vọng khi Arsenal theo đuổi Kai Havertz từ Chelsea. Arsenal đang hoạt động sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng. Nhiều ngôi sao đã được liên kết với pháo thủ. Cho đến lúc này, họ đã có được thỏa thuận chiêu mộ Kai Havertz và rất nỗ lực để ký hợp đồng với Declan Rice từ West Ham. Khi thỏa thuận cho Havertz gần hoàn tất, Morgan bày tỏ lo ngại về khả năng thành công của tuyển thủ Đức tại Arsenal, nhất là khi tiền đạo này không có ổn định trong áo The Blues. Piers Morgan chia sẻ: "Tôi có phải là người hâm mộ Arsenal duy nhất bị choáng ngợp bởi tin tức này hay không? Tại sao Arteta lại nghĩ rằng các ngôi sao đã thi đấu kém hiệu quả tại Chelsea là mình ghép còn thiếu để giúp Arsenal chinh phục danh hiệu? Havertz tuy không phải là một trong những tay sân bàn xuất sắc nhất tại Premier League, nhưng anh vẫn có những tố chất đặc biệt để lọt vào mắt xanh của Mikel Arteta." Theo ESPN, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha tin tưởng rằng cựu ngôi sao Leverkusen có thể chơi ở 5 vị trí trong đội hình Arsenal, bao gồm số 8, số 10, hai vai trò tấn công dạt biển và cả tiền đạo trung tâm. Arsenal gặp sự cố đầu tiên trước mùa giải 2023-24. Adidas thông báo tạm dừng việc bán áo đấu sân nhà Arsenal mùa giải mới vì sơ suất kỹ thuật. Phó thủ công bố bộ áo đấu sân nhà mới vào tháng trước. Đáng chú ý, họ cùng hãng thiết kế Adidas dành một sự tôn vinh dành cho mùa giải bất bại khi đội bóng của Arsene Wenger kết thúc chiến dịch Premier League 2003-04 mà không thua một trận nào. Phiên bản tri ân của chiếc áo đấu thi đấu trong mùa giải 2003-04 bao gồm một đường khâu màu trắng, in dập nổi và hai bên hông áo, trong đó làm nổi bật thành tích 26 trận thắng và 12 trận hòa của đội chủ sân Emirates. Tuy nhiên, những người hâm mộ đầu tiên mua chiếc áo này phát hiện ra rằng chỉ có 32 trong số 38 trận đấu mà Arsenal được in trên áo. Đồng thời, 4 trận đấu cuối cùng của mùa giải 2003-2004 hoàn toàn bị bỏ qua. Chiếc áo được bán với giá 110 bảng. Hiện tại, nó đã không còn được nhìn thấy trên các cửa hàng trực tuyến của đội bóng. Arsenal bắt tay vào việc sửa sai khi cung cấp một mẫu áo khác cho người hâm mộ. Một email từ Arsenal gửi tới những người đã mua chiếc áo có nội dung: "Chúng tôi đã nhận thấy lỗi thiết kế với áo đấu sân nhà 2023-2024. Do vậy, rất tiếc chúng tôi không thể thực hiện đơn hàng của bạn vào lúc này. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào đã xảy ra. Chúng tôi sẽ hủy và hoàn trả đầy đủ đơn hàng của bạn." Sau Saka, Partey,
Arsenal bán đứt tiền vệ thứ ba. Theo Football London, huấn luyện viên Mikel Arteta quyết tâm cải tổ hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Granit Xhaka liên quan giữa Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Theo nhiều nguồn tin, Arsenal và Xhaka không có cuộc đàm phán về thỏa thuận mới và hai bên dự định chia tay trong tháng này. Bayer Leverkusen liên tục đàm phán để ký hợp đồng với tiền vệ người Thụy Sĩ. Mức phí rơi vào khoảng 15 triệu euro. Thomas Partey cũng không còn là cái tên không thể thay thế dưới thời Mikel Arteta. Theo Telegraph, Arsenal sẽ bán đứt Xhaka lẫn Partey sau khi có Declan Rice. Động thái này giúp pháo thủ có thêm tiền trang trải phí chuyển nhượng, nhất là khi họ cũng theo đuổi Romeo Lavia của Southampton. Tuy nhiên, kế hoạch thay máu hàng tiền vệ của pháo thủ chưa dừng lại ở đây. Football London tiết lộ Arsenal cũng đang tìm kiếm đối tác bán đứt Albert Sambi-Lokonga. Cầu thủ 23 tuổi giành nửa sau mùa giải vừa rồi dưới dạng chờ mượn tại Crystal Palace sau khi gặp khó khăn dưới thời Mikel Arteta. Evening Standard cũng xác nhận Lokonga sẽ ra đi trong mùa hè năm nay. Tân binh Premier League Burnley được cho là biến đổi tiềm năng. Động thái này sẽ chứng kiến Van Sam Company tái hợp cùng Lokonga sau khi cả hai từng làm việc với nhau ở Anderlecht. Thủ quân của Arsenal bùng nổ trên đội tuyển quốc gia. Ngôi sao thuộc bên chế đội chủ sân Emirates đã có cho mình một màn trình diễn xuất sắc dưới màu áo đội tuyển quốc gia. Số liệu từ SofaScore cho thấy Odegaard đã gây ấn tượng mạnh mẽ trước đảo Sip với 104 lần chạm bóng, 71 đường truyền chính xác, bao gồm 6 đường truyền vượt tuyến đúng địa chỉ. Ngôi sao thuộc bên chế Arsenal tỏa sáng với một pha kiến tạo dành cho Haaland. Và thực tế con số này đã có thể tăng lên đáng kể nếu các chân sút của Na Uy dứt điểm tốt hơn. Bởi Odegaard đã có đến 4 đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn. Đồng thời, Odegaard có 3 tình huống tạt bóng, 3 pha dứt điểm, 3/5 nỗ lực dây bóng qua người thành công và 6 lần giành chiến thắng trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Màn thể hiện chói sáng vừa qua giúp Odegaard nhận về 8 điểm từ SofaScore. Chỉ cả mỗi cầu thủ xuất sắc nhất trận là Erling Haaland 8,4 điểm.